Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo cầu của một số bạn có yêu cầu mình làm cái bản ngọc của vị tướng Gắt đi mít đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng Gắt. Thì cái vị tướng này á, nó rất là mạnh luôn, cái cách chơi cấu ghĩa mọi người. Và cái khả năng giảm hạt chiêu của vị tướng này á, thì rất là tốt. Khi mà chơi tung chiếu mọi người, ủi một cái thì khả năng mà làm cho mất chiêu không đánh được của team bạn rất là cao. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của Gắt. Thì khi chơi Gắt á, mình có hai cách lên ngọc, nhưng mà cách mình lên ngọc thông thường nhất thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Cái cách đầu tiên này là mình sẽ chia sẻ cho mọi người, còn cách thứ hai cũng được nhưng mà ít khi mình chơi. Thì cách đầu tiên sẽ lên là công phép cộng 53,8, xin nhấp phép là cộng 83,2, hút móc phép là cộng 4%, tốc chạy là cộng 6%, và tốc đánh là mình lên cộng 12% nha. Thì đối với 10 viên ngọc đỏ thì mọi người hãy lên cho mình là 8 viên, công phép là 4,4, còn xin nhấp phép là 2,4, và 2 viên còn lại thì mình sẽ lên là công phép là 5,3 nha. Còn về ngọc tím á, thì mình sẽ lên là công phép là 2,4, hút móc phép là 1%, mình sẽ lên 5 viên. Và 5 viên còn lại á, thì mình sẽ lên cho vị tướng này, đó chính là tốc đánh tốc chạy nha mọi người. Sau khi mọi người nha, mình lên 4 viên thôi, 6 viên tốc đánh tốc chạy, 4 viên công phép là 2,4, hút móc phép là 1%, mình lên 4 viên. Còn về ngọc xanh này nè, mình sẽ lên là xin nhấp phép là 6,4, tốc đánh là 0,6% nha, mình lên 10 viên. Thì cái bản ngọc này á, là dành cho cái cách chơi theo kiểu cấu ghĩa mà mình hay dùng, mình chơi cấu ghĩa. Còn cái bản ngọc mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người thì ở đây nè, cái mặt bản ngọc thứ hai nha mọi người. Ở đây mọi người có thể lên cho mình là 10 viên công phép là 5,3, không cần lên xin nhấp phép. Còn ngọc tím á, thì mọi người có thể lên cho mình là 5 viên hút móc phép là 1,6%, hoặc là 5 viên tốc đánh tốc chạy nữa là thành 5 viên hút móc phép là 1,6%, 5 viên tốc đánh tốc chạy là 1% hết, là mình lên 10 viên. Còn không, mọi người có thể lên cho mình là 10 viên tốc đánh tốc chạy 1% luôn. Còn về ngọc xanh á, thì ở đây mọi người lên giảm hồi chiêu là 1% cũng được. Đó là cái bản ngọc thứ hai cho mình lên, nhưng mà thường thì mình thích chơi cái bản ngọc hồi nãy là dành cho theo kiểu là thủ. Khả năng giảm hồi chiêu của tướng này tung ra rất là cao, với đối với team bạn thì rất là khó chịu. Nhưng mà ngọc này hay chơi thì mình sẽ dùng cho công nhiều hơn nha mọi người. Còn về trang bị á, thì mình sẽ lên theo kiểu là hai cách. Cái cách này theo là kiểu sát thương cao mọi người. Thì thường thường mình chơi gì đây? Đầu tiên á, thì mình hay lên cái chuẩn bùng nổ, xong là tới chiếc giày phù thủy mọi người. Rồi món thứ ba tới là dư niệm Hante. Món thứ tư chính là cái quyền chuyển A. Thứ năm chính là con cầu hoàng sơn nè. Rồi cuối cùng chính là cái chuyện hổ mang thì mình hay dùng á. Còn về cái phù hiệu á, thì mình sẽ lên cái phù hiệu như sau. Thì chọn cái thằng quan, mình rất là dùng nhiều luôn. Tại vì cái phù hiệu thằng quan này á, nó rất là phù hợp cho mình chơi theo kiểu cấu ghĩa, và nó sẽ phù hợp với cái bản ngọc hồi nãy mình chia sẻ. Còn nếu mà bản ngọc hồi nãy mình nói bản ngọc thứ hai á, có 10 viên ngọc xanh giảm hồi chiêu 1% á mọi người, thì mình sẽ chọn cái ma chú, đó chính là cái giảm hồi chiêu sẽ cao. Nên là khi chơi bản ngọc sẽ áp dụng cái bản ngọc với cái phù hiệu đó phải phù hợp với nhau thì chơi nó mới tốt nha mọi người. Thì đây là cái phần mình chia sẻ về vị tướng Gắt. Thì mình sẽ chào tất cả mọi người nha. Mình hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.